Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, Trại Tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt đầu năm 2023 và trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án nhân dịp lễ 30 tháng 4. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đợt này, Trại Tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố có 8 phạm nhân được trao quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt đầu năm 2023. Với mức án còn lại được giảm cao nhất là 10 tháng 20 ngày và 12 phạm nhân được trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp lễ 30 tháng 4 có mức án được giảm từ 3 tháng đến 5 tháng về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các quy định. Việc công bố quyết định giảm án tha tù trước thời hạn nhằm động viên khuyến khích các phạm nhân nhận ra lỗi lầm, ăn năn, hối cải, tích cực lao động sản xuất, cải tạo tiến bộ để được giảm án tha tù trước thời hạn, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lộc và Phú Lộc, huyện Tam Bình phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công cầu Mỹ Hương bắc qua sông Cái Ngang. Cầu có chiều dài 80 m, chiều rộng mặt cầu hơn 3 m. Được bắt trên địa phận ấp Cái Sơn, xã Mỹ Lộc và ấp 5, xã Phú Lộc. Tổng kinh phí xây dựng cầu dự kiến gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh và nguồn vốn đối ứng của Ủy ban Nhân dân hai xã. Khi hoàn thành, công trình này sẽ tạo thuận lợi cho người dân hai xã Mỹ Lộc và Phú Lộc trong lưu thông và giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cũng tại lễ khởi công, tỉnh đoàn Vĩnh Long đã tặng 20 phần quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Mỹ Lộc và Phú Lộc. Dựa vào dân, dựa vào sức mạnh của quần chúng, đó là phương châm hành động, là kim chỉ nam mà đảng ta kiên trì thực hiện. Từ bài học tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc làm nên thắng lợi dễ dàng của lịch sử cách mạng, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã chú trọng phát huy tối đa nội lực để xây dựng nông thôn mới. Đây là niềm tự hào, niềm tin chung của bà con, nhân dân ấp Phước Định 2 xã Bình Hòa Phước. Từ những ngày đầu tiên triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bản thân tôi và bà con trong ấp còn mơ hồ và nghĩ lại. Tuy nhiên được các ban ngành đoàn thể, xã, ban vận động ấp tuyên truyền, giải thích và sự cần thiết phải xây dựng nông thôn mới, trong đó có người dân làm chủ thể. Bản thân tôi đã nhận thức được rằng đây không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước và của chính quyền địa phương mà là nhiệm vụ của các cấp, các ngành đoàn thể, nhân dân, trong đó có người dân địa phương giữ vai trò chính, cùng nhau góp sức, góp của để xây dựng. Nhờ thống nhất trong nhận thức và hành động, cấp ủy chính quyền, đoàn thể, người dân không chỉ đem về thành tích là ấp nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Bình Hòa Phước. Đây còn là địa phương tiên phong của huyện Long Hồ, thực hiện tuyến đường đan với mặt đường rộng 3 mét, hệ thống đèn đường chiếu sáng phủ kính 100%. Cái đặc thù ở đây là cái làng Mai Vàng của Phước Định này nó làm kinh tế, phải nói là bà con hết sức mừng. Thuận tiện là xe tải vô chở mai nè, rồi xe cần cẩu vô cẩu mai lên nè. Thí dụ có đám cưới rồi có đám tiệc thì xe đưa dâu rước dâu về đây, xe 25 chỗ dẫn vô đây được như thường. Những bà con cái ở các nơi là làm ăn có sắm xe bốn bánh, xe du lịch được là cứ việc về vô tới nhà luôn. Đó, nó y ở thành vậy đó. Thì cái này theo tôi thấy là cái bổn phận của tôi là nông dân mà tôi thấy cái vụ này là coi như mơ. Giấc mơ chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Nông thôn mới kiểu mẫu này bữa nay làm lễ mãi đó thì như vậy là nhờ cái sức của bà con đồng lòng đoàn kết. Cái khối đại đoàn kết trong nhân dân hết sức là quan trọng. Muốn làm được công việc gì phải có sự đồng thuận, đóng góp của nhân dân. Như bác đã nói là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Vấn đề gì mà dân đã đồng ý thống nhất rồi thì đưa ra thực hiện rất là dễ dàng. Cho nên là đảng ủy, ủy ban dân trước khi đi vào thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và giao thông nông thôn thì vấn đề đầu tiên là
họp dân, tuyên truyền, vận động dân để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Với phương châm đó, xã Bình Hòa Phước tích cực kêu gọi các doanh nghiệp vận động nhân dân đóng góp kinh phí, công sức cùng với sự đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn. Tính riêng từ năm 2019 đến nay, tổng nguồn lực huy động trong dân đạt hơn 3 tỷ đồng. Phát huy sức mạnh nội lực chính là tiền đề quan trọng để Bình Hòa Phước, đơn vị đầu tiên của huyện Long Hồ, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu về đích trong năm nay. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho trên 130 cán bộ hội cơ sở, xã, phường, thị trấn trong tỉnh, thành viên các câu lạc bộ và tình nguyện viên. Các đại biểu được tập huấn các chuyên đề về những điểm mới trong nghiệp vụ công tác hội, công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong công tác phòng chống thiên tai thảm họa, công tác xã hội Chữ thập đỏ và kỹ năng truyền thông vận động nguồn lực của cán bộ hội, triển khai hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bổ sung sửa đổi và thực hiện phong trào người tốt việc thiện chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Ngoài ra, các đại biểu còn được tập huấn kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực cán bộ Hội Chữ thập đỏ trong tuyên truyền, vận động nguồn lực và làm cầu nối điều phối hoạt động nhân đạo từ thiện của hội. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long vừa phối hợp với gần 20 công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức hội chợ việc làm, thu hút hơn 500 sinh viên tham gia. Tại ngày hội việc làm, sinh viên được giới thiệu các thông tin liên quan đến định hướng nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng, các yêu cầu và điều kiện của các công ty doanh nghiệp đối với người lao động. Qua đó giúp sinh viên trường tiếp cận với nhà tuyển dụng, tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình ứng tuyển và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường. Thông qua hội chợ việc làm đã mang lại hàng ngàn cơ hội việc làm cho sinh viên. Hàng năm, tỷ lệ sinh viên ra trường tìm được việc làm đạt hơn 90%. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, chiều qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức bế mạc Hội thao cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở rộng tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Hội thao có sự tham gia góp mặt tranh tài của 150 vận động viên đến từ các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan quản lý tham gia ở 4 bộ môn thi đấu gồm bóng chuyền da nam, bóng chuyền hơi nữ, cờ tướng và cầu lông. Sự kiện này không chỉ là ngày hội thể thao của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo mà còn là cơ hội để đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, các đơn vị giao lưu học hỏi, qua đó thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, cùng đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nói riêng và của ngành lao động thương binh và xã hội nói chung. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba tư cho các vận động viên đạt thành tích cao của từng bộ môn. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, trong những ngày qua, ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện đón khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh còn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhằm đảm bảo kỳ nghỉ lễ vui tươi, an toàn và thân thiện tại các điểm đến. Đây là những hình ảnh quen thuộc trong những ngày qua tại homestay Sáu Thành nói riêng và các điểm đến du lịch trên Cù Lao An Bình, huyện Long Hồ. Đến đây không khí trong lành, món ăn ngon, sự thân thiện của các bạn ở đây cùng sự quan tâm trong việc phòng chống dịch khiến chúng tôi rất an tâm, thật tuyệt. Mình đã chuẩn bị rồi cái nước sát khuẩn này, rồi khẩu trang cho khách này, rồi các cái phòng để khi mà phát hiện khách có những cái trường hợp là nóng sốt, rồi là test thì có sẵn để chuẩn bị hết. Rồi từ cái phòng để là để cho khách cách ly, rồi cũng có những cái khu vực để dành riêng cho khách mà có cái hiện tượng bị nhiễm Covid. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan du lịch trong kỳ nghỉ lễ dài ngày tại các điểm đến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh đã tiến hành kiểm tra các công tác đảm bảo an toàn các dịch vụ, vệ sinh môi trường, đặc biệt là an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Vô qua cái đoàn kiểm tra của mình để đi kiểm tra các cơ sở du lịch thì về cơ sở vật chất để mà chuẩn bị mà đón khách du lịch đó, thì các cơ sở đã chuẩn bị rất là tốt, nhất là về an toàn thực phẩm, về phòng chống dịch, rồi nói chung là những các điều kiện khác là đảm bảo hết. Đoàn kiểm tra của mình đi cũng có tuyên truyền các cái phương pháp mà để phòng chống dịch, rồi hướng dẫn các cái cách thức để mà phòng chống dịch, rồi các văn bản pháp luật mà để mà an toàn thực phẩm là đầy đủ. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng ý thức cao trong việc tham gia phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần cùng địa phương xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và mến khách.